Xin chào tất cả các anh em nha. Video này cập nhật là dự án Ano nhận 100 token Ano nha các bạn. Thì hôm qua trên tờ Twitter của dự án đã đăng lên một cái tweet, mình đã có dịch ra cho tất cả các bạn xem nè các bạn. Thì một tin vui cho cộng đồng, mã thông báo có hàng có hiệu là ANDX hiện cũng được phát hành trên Binance Smart Chain nha các bạn. Thì con chắc của nó nè, sẵn sàng lưu trữ giao dịch ANDX trên sàn Binance dựa trên nền tảng DeFi nha các bạn. Thêm mã thông báo ANDX được phát hành trên nền tảng Binance Smart Chain Swap, người ta gọi và đua nhau nhà mạng lưới DeFi và sàn giao dịch phi tập trung nha các bạn. Đây thì sàn giao dịch này có khoảng tháng 6 rồi các bạn, theo thông tin thì cầu tháng 6 thì sàn này sẽ ra mắt và sẽ cho các bạn, và giá trị hiện tại của tất cả các bạn khi đăng ký nhận được 100 token Ano nè các bạn. Thì bạn nhấp giả set nè, các bạn nhấp giả Ano nè các bạn, dự kiến 100 token Ano được khoảng 577 đô. Hiện tại thì 400 token Ano này thì nó bị unlock các bạn, sau này nó mở khóa dần dần cho các bạn. Ví dụ như một tháng nó mở cho các bạn 10%, 20%, nó mở hàng tháng hoài cho bạn nào hết thôi nha các bạn. Thì bạn nào chưa đăng ký thì click trên phần link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản và verify mail đó các bạn. Mình có để cái link đăng ký và video hướng dẫn cho các bạn đăng ký đó các bạn. Đi sàn cho web nè. Đây thì nó có lộ trình rõ ràng nè các bạn. Và giá trị nó dự kiến nó đang bán yêu là biết bao nhiêu không bạn? Một token Ano nữa các bạn là bằng 0.004 ETH nữa các bạn. Pulse only. You have a thing. Khi token này nó list lên sàn Binance thì các bạn sẽ thấy giá trị thật là khủng nha các bạn. Mình rất là tâm đắc dự án này các bạn. Và Ano và token ANO này sẽ đích lên chạy trên 3 nền tảng Ethereum, Binance và Tron sẽ đích sàn Binance nha các bạn. Vậy video mình bạn nào chưa đăng ký thì đích trên phần link mô tả mình đăng ký đi các bạn, để chương trình này góp mới kết thúc được các bạn, rất tiếc các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.